bạn là người sử dụng di động Viettel, đồng thời thường xuyên gọi điện thoại và sử dụng data 4G tốc độ cao trên điện thoại di động, thì hãy nhanh tay đăng ký gói cước V50C. Giá cước để đăng ký là 50.000 đồng trên một lần đăng ký. Bạn sẽ nhận được 3GB data tốc độ cao. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút sử dụng trong 30 ngày. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp V50C dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Ngoài gói cước V50C mình vừa giới thiệu chuyên để gọi thoại, tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn gói cước IT30 và gói cước SD90. Gói cước IT30, giá cước để đăng ký là 30.000 đồng. Bạn sẽ được miễn phí 100% data khi truy cập YouTube trong 30 ngày. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp IT30 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước SD90. Giá cước để đăng ký là 90.000 đồng trong một lần đăng ký. Bạn sẽ sử dụng ngay cho mình 45GB data tốc độ cao trong 30 ngày sử dụng, tức là mỗi ngày bạn sẽ có 1,5GB data. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp SD90 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Như vậy, mình vừa giới thiệu 3 gói cước sử dụng trong 1 tháng của nhà mạng Viettel với những mệnh giá ưu đãi khác nhau. Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website viettel.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Viettel. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc thì hãy để lại tin nhắn tại phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp với các bạn. Và như vậy, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.